Thưa quý vị, Ngoại trưởng các nước NATO nhóm họp tin từ Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng trong ngày hôm nay, NATO sẽ đồng ý bố trí hỏa tiễn Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đức, Hà Lan và Hoa Kỳ sẽ cung cấp phương tiện. Tổng thư ký Rasmussen cũng cảnh báo, nếu Tổng thống Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học chống lại quân đội tự do, sẽ gặp sự trả đũa lập tức của quốc tế. Lời cảnh báo của NATO được đưa ra trong lúc lực lượng al-Assad thả bom các quận chung quanh thủ đô Damascus đã lọt vào tay dân quân. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói rằng, bố trí hỏa tiễn Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ là một thông điệp rõ ràng cho ông al-Assad. Đức và Hà Lan cần phải được Quốc hội chấp thuận trước khi đưa hỏa tiễn qua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ông Rasmussen nói rằng, việc bố trí sẽ diễn ra trong vòng thời gian vài tuần tới. Nga là nước ủng hộ chế độ al-Assad và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng các nước NATO vào chiều nay. Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans nhấn mạnh, bố trí hỏa tiễn ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tính phòng thủ. Ngoại trưởng Westerwelle cũng nói rằng, dùng vũ khí hóa học là đèn đỏ không thể vượt qua.